Xin chào các bạn, hôm nay mình mời các bạn cùng mình đi đến một cửa tiệm bán xe cũ ở gần nhà mình. Cửa tiệm này của Toyota, để coi xe cũ ở đây thì nó bán mắc hay rẻ, giá cả như thế nào. Và bây giờ bên cạnh của mình á, là một chiếc xe Toyota Highlander. Chiếc xe này thì có giá 19.282. Và bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu những chiếc xe cũ ở đây, coi giá cả của nó có hợp lý hay không. Chiếc này là 2018 Toyota Highlander XLE. Chiếc này đã có 162.000 mai, gần 163.000 mai, mà giá của chiếc này là 21.925 đô. Chiếc này thì người ta bán là không có warranty, có nghĩa là người ta mình có hư gì thì tự mình chịu. Giờ mình đi vòng vòng xung quanh chiếc xe này các bạn gần nè. Cái màu sơn rất là đẹp, cái màu sơn giống như màu bạc, bạc màu lông chuột. Đây là chiếc chạy bằng 4 bánh nha, all wheel drive. Cái bánh xe cũng bự, cái bánh xe này là how many inch do you think, 18 or 22? It would say it right on here. No, you don't say it. Yeah, it does. You gotta read it right in there. Cái bánh xe này thì 18 inch các bạn. Có nhiều cái có 19 inch nữa. Rồi ở bên này thì ở trong thì nó có sẵn là cái ở trong nó có bản đồ. Xe Toyota này bền lắm các bạn. Ghế là cũng bằng ghế da luôn các bạn, có màu trắng, màu kem. Nhìn cũng đẹp đẹp. Cũ nhưng mà nhìn ở đằng sau vẫn còn đẹp các bạn. Theo mình thấy thì những bạn nào mới biết lái xe hoặc là không muốn bỏ ra một cái số tiền lớn cho vào những chiếc xe còn mới, muốn chạy chiếc xe cũ thì cái loại xe Toyota này được các bạn, rộng rãi nữa. Rồi ở trong nó bự các bạn, quá bự luôn. Cái phòng trưng bày thì ở trong có rất là nhiều xe mẫu. Mấy năm nay lúc này là ít xe đó, chứ hồi mấy năm trước đó là nó có đầy xe, đầy bên phía bên kia luôn. Để mình coi với các bạn, cái tiểu chỗ này là Toyota nha, là ở nơi này thì người ta có rất là nhiều xe đủ thứ loại, mà đa phần là Toyota, nhưng mà ngoài ra còn có loại khác. Giống như ở đây mình có thấy có một chiếc Nissan Pathfinder. Chiếc này thì có giá là 10.825 đô la. Chiếc này đã được 149.000 mai. Chiếc này là đời 2016. Chiếc này thì có ghế da, rồi có sensor cảnh báo chỗ điểm mù. Chiếc này thì có ghế nhớ tự động, rồi có máy sưởi ở trong ghế. Chiếc này thì có màu xám bạc. Chiếc này khoảng chừng 5 người, 4 cửa, rồi cái số tự động. Có cả camera khi mà mình lùi xe nữa các bạn. Mà chiếc Nissan này thì mình thấy cũng bền lắm. Hồi đó mình có một người bạn cũng chạy một chiếc xe Nissan mà người ta chạy tới gần 300.000 mai lận. Mà chiếc xe vẫn còn chạy tốt đó các bạn. Mình thì không rành về xe, nhưng mà nếu mà mình mua xe cũ thì mình sẽ chọn những cái loại xe của Nhật sản xuất. Và hôm nay mình đi đến đây và làm cái video này để cho các bạn nhìn thấy được giá cả của xe cũ ở bên Mỹ, để hiểu rõ hơn về cái thị trường xe cũ ở bên Mỹ. Bây giờ thì mình đi đến chiếc này là chiếc Forerunner. Giá chiếc này là 46.950. Chiếc này đang giảm giá, gần 46 giảm xuống còn 42. Chiếc này đời 2022. Chiếc này thì mới có 28.000 mai thôi các bạn, 29.000 mai. Nội thất bên trong của xe này là màu đen, số thì tự động, bộ máy là 4.0 liter, còn 6 cylinder. Có bản đồ, có màn hình cảm ứng 8 inch, kiểu dáng thể thao, chạy khoảng 1 galon 16-17 mai. Có 3 hàng ghế chở 7 người. Xe này thì bự hơn cái Highlander nữa và rất là rộng rãi các bạn. Mình thấy ở dưới cái niềng với cái bánh xe rất là đẹp. Không biết bên mình thì một chiếc xe như thế này có giá bao nhiêu? Nếu mà bạn nào biết xin bình luận cho mình biết nha. Something, anything in particular we're trying to accomplish.
Bên cạnh cũng là một chiếc Toyota RAV4. Chiếc này thì có giá 34.107. Rồi chiếc này là 37.958. Chiếc này cũng Toyota, chiếc này Hybrid. Chiếc này là 26.468 mai, Toyota Sienna. Chiếc này thì có cảnh báo khi mà mình đổi lane, có cruise control, rồi đèn của nó là đèn LED. Chiếc này là 37.958. Nội thất bên trong là màu xám. Chiếc này giống như chiếc van vậy đó, chở được 6-7 người, cái cửa nó slide. Cái màu xanh rất là đẹp. Trong cái ánh nắng đó, màu xanh nó chiếu đẹp lắm. Ở đằng sau chiếc những cái chiếc xe hybrid này thì rất là có lợi cho xăng. Như là cái chiếc này là 1 gallon là chạy được 36 dặm cho đường thành phố hoặc là đường cao tốc. Đường cái này bên hông. Bên cạnh là một chiếc Toyota, chiếc này thì có giá 31.984. Chiếc này thì có mới chạy có 1.400 dặm. Chiếc này là RAV4. Chiếc này là đời 2023. À mà quên nữa, giá trên những chiếc xe này á là giá trước khi mà cái chỗ bán xe người ta tính thêm tiền thuế với lại tiền phí. Mình thì không có biết bao nhiêu nhưng mà thường là khoảng chừng 2-3 ngàn tùy theo giá tiền của chiếc xe. Ồ, chiếc này hiện giờ là 32.375 đô nhưng mà hình như nó đang trong sale quá các bạn. Nó đang trong thời kỳ giảm giá cho nên nó còn 31.900. À mà khi mua xe thì các bạn đừng có quên trả giá nha. Tại nhiều lúc mình có thể nói người ta bớt được chút ít. Kế tiếp thì mình thấy có một chiếc Toyota Corolla. Chiếc này thì 20.000. Chiếc này thì nó có bản đồ. Còn bên trong thì mình thấy là ghế thường, không phải là ghế da. Nè, mình quay sơ cho các bạn coi ở bên ngoài nè. Đi xung quanh chiếc xe. Ở đây có một chiếc nhỏ là chiếc Corolla. Cũng màu đỏ luôn ạ. Corolla này thì rẻ hơn một chút xíu. Chiếc này có giá trị là 25.375 đô. Chiếc này thì đã được 34.614 mai. Cái này là năm 2021. Chiếc này có bản đồ luôn nha các bạn. Chiếc này thì nó đang giảm giá xuống còn 21.461 trước thuế. Nhìn cái màu đỏ này cũng rất là bắt mắt các bạn. Chiếc này là Toyota Camry. Wow, chiếc này tới 39.985. Chiếc này thì giống như mới rồi, có 1.700 mai à. Ồ, chiếc này Hybrid, có nghĩa là chạy được cái mai. Cái này là 1 gallon xăng thì chạy được từ 44 tới 47 dặm. Khi mà mình mua xe, thường mình bỏ vô khoảng chừng 5-10%. Rồi người ta dựa vào cái điểm thiếu nợ của mình. Rồi người ta cho mình biết là cái số tiền lời mình phải trả. Thường thường mình sẽ trả góp khoảng chừng 5-6 năm. Thỉnh thoảng thì những cái hãng xe nó có cho mình khuyến mãi thì cái số tiền lời mình trả sẽ thấp hơn. Còn bên hông, ở đây thì có một chiếc Toyota Corolla màu trắng có giá là khoảng chừng 23.000 đô. Chiếc này thì rất là đẹp các bạn. Mấy cái xe Toyota này rất là tốt các bạn, chạy rất là ít khi nào mà hư bậy. Thường thì mình đúng thời điểm thì mình chỉ đem xe vào trong cái hãng xe để người ta check up, thay thắng xe hoặc là dầu nhớt. Khi mà mua xe cũ thì các bạn nên kiểm tra cái phần lịch sử của xe để coi xe có bị tai nạn hay không, rồi người chủ trước có chăm sóc xe tốt hay không. Giờ mình đi tới trước mặt mình chiếc này nha. Chiếc này là 35.495 đô trước thuế. Ở xung quanh thì nhìn nó như thế này. Giờ mình đi xung quanh nè. Khi mà mình tới đây mình mua, mình thích chiếc nào mình có thể kêu người ta cho mình chạy thử.
để mình coi mình có chạy có êm không, mình xe có còn vọt không và mình có thích nó không. Chiếc này là đời 2019 Toyota Forerunner. Chiếc này đã 76.000 mai các bạn. Giá là 40.150. Chiếc này đang được giảm giá còn lại 35.000 mấy trăm á. Hôm nay chỗ này có rất là nhiều chiếc xe nó giảm giá xuống, mà mình thấy chiếc này nó giảm đến tận 5.000. Những cái xe này là của hãng khác như là của Hyundai, của Chevrolet. Rồi kế tiếp thì có của Honda nữa các bạn. Giờ thì mình tới một địa điểm khác. Chỗ này thì chuyên gia bán về những cái xe Jeep, những cái xe địa hình hoặc là những cái xe off-road. Những cái xe như vậy nhưng mà rất là mắc các bạn. Thường thì giới trẻ hoặc là những người có tiền rất là thích. Trước mặt mình thấy có chiếc Jeep rất là đẹp. Giống như chiếc Jeep truck này. Mình thì không có rành về xe, nhưng mà mình thấy cái chiếc này hay quá các bạn. Ở bên trong nữa các bạn. Ở trên. Chiếc này thì kiểu dáng rất là đẹp và nhìn trông rất là bắt mắt. Những chiếc xe như vậy mà khi mà đi phượt hoặc là đi cắm trại thì rất là tuyệt phải không các bạn? Màu đỏ nó đằng sau có hai cái hút. Chiếc này thì có giá 69.000 đô trước thuế, đổi ra tiền Việt Nam khoảng chừng 1 tỷ 7. Chiếc này là đời 2021, khoảng 15.000 mai. Cái này là phía bên hông của nó, tại cái ánh nắng cho nên nhìn thấy cái màu nó hơi khác. Nhưng mà nó cùng một chiếc xe nha các bạn. Cái bánh xe nhìn nó to và nó bự lắm các bạn. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều xe Jeep. Người ta sắp thành một hàng dài. Và kế tiếp á, giờ mình quay cho các bạn coi cái chiếc xe màu đen này nha. Chiếc này là Jeep Wrangler đời 2024, có còn mới các bạn, có 2 mao thôi. Mà chiếc này có giá là gần 80.000 đô, đổi ra tiền Việt mình khoảng chừng 1.969.000.000. Chiếc này rất đẹp. Cái này là chưa tính thuế nha các bạn. Cái xe này cái bánh nó rất là cao và bự. Mấy cái xe này thì thường thường người ta hay đem vô những cái chỗ mà có bùn đó, rồi người ta chơi. Chiếc này thì nhỏ hơn chút các bạn. Giờ mình đi xung quanh chiếc này cho các bạn coi nha. Điểm đặc biệt của những cái xe này là cái bánh nó rất là bự và nó rất là cao. Như cái chiếc này thì mình nghĩ cái mui nó mở ra được nè. Rồi mình chạy ra biển mở cái mui xuống, mở nhạc thiệt là to lên thì thiệt là tuyệt phải không các bạn? Chỗ này là nó bán toàn là mấy cái xe Jeep. Còn chiếc này là Ford Bronco. Cái khúc này là người ta để Ford Bronco. So this is a winch. What do you do with that? Like if you get stuck or you need to tow something, uh-huh. You just pull it out, tie it around a tree or something, or tie it to another vehicle. Oh, and they will pull your vehicle up? Yeah. So that like off-road, right? Yeah. Cái dàn đèn của nó mình thấy rất là đẹp, rồi cả cái hút cũng thấy đẹp nữa. Chiếc này thì có giá gần 56.000 đô, khoảng chừng 1.378.000.000. Và chiếc này thì cũng còn mới các bạn, có 899 mai thôi. Có một khoảng thời gian thì cái loại xe Ford Bronco này nó không có sản xuất nữa. Và nó chỉ trở lại trong một vài năm gần đây thôi. Giờ nhìn bên hông nha các bạn. Thấy người ta sắp xếp mấy cái xe này trông rất là đẹp mắt, thành một hàng thiệt là dài. Và người ta bán những cái loại xe mà xe địa hình hoặc là xe mà đi chơi với bùn á, hoặc là những cái xe mà đi phượt. Và những cái loại xe này theo cảm nghĩ của mình á, thì mình thấy cái giá nó cũng rất là mắc. Wow, that Jeep look really nice. Như chiếc Jeep này á, thì có giá là khoảng 65.000 đô, khoảng chừng 1.6 tỷ. All of them are expensive. Mm-hmm. Because they're off-road. Yep. And they've got lift kits on them. Lift kit? Yeah, to give it additional height off the ground. Wow. Còn chiếc này là của Ford. Ở đây thì mình thấy có một chiếc xe bán tải rất là bự, hiệu Ford.
F-150. Mình quay cảnh từ xa cho các bạn thấy, rất là đẹp. Cái xe này thì đời 2021, nó có khoảng chừng 35.000 mai và cái giá của nó là 63.000 đô. Đổi ra tiền Việt của mình thì khoảng 1 tỷ rưỡi. Mấy chiếc này là toàn là off-road nha các bạn. Cái xe này thì nó rất là mạnh. Nó có bộ máy là 5.0L và V8. Đằng sau nè. Những cái loại xe này thì các bạn nam rất là thích. Còn riêng mình thì mình lại thấy sợ. Tại vì khi mà đạp vào ga thì nó vọt rất là nhanh. Ở xung quanh nè. Các bạn giật thấy bánh xe bự chưa bả lửa luôn. Ồ hay cái kính này nó xếp lại luôn nè các bạn. Ở trong thì mình thấy có bản đồ. Rồi có cả ghế da nữa. Rồi có sunroof. Hai cái sunroof luôn. Cái nóc xe mình có thể mở ra được. Và đến đây video của mình xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.